Ok, cái form này để dành cho những bạn nào mà đang ở lại kiếm việc mới á, hoặc là có thông tin chuyến bay về á, mà đã mua vé rồi á, thì mình dùng cái form này để mà mình gia hạn ha. Nếu mà bạn nào giữ E-pass hoặc S-pass thì mình mà đang đợi tìm kiếm chủ mới á, thì mình bấm cái đầu tiên. Còn nếu mà ai đã có thông tin chuyến bay về thì bấm cái số 2 ha. Còn từ bắt đầu từ một số 2 trở đi là mọi người cứ theo thông tin của mình nè, tên là tên đầy đủ nha. Còn phin á, là cái số phin mà ở đằng sau cái thẻ S-Pass của mình á, ở đằng sau nó bắt đầu từ chữ G thì là nó là cái số phin này. Còn cái một số 5 á, là số hộ chiếu. Rồi số 6 á, thì là cái ngày cấp của cái hộ chiếu của mình, thì thông tin này mọi người nhìn trong cái hộ chiếu ha, cái này là ngày cấp hộ chiếu. Còn cái số 7 này thì là cái ngày hết hạn của cái hộ chiếu của mình. Rồi, còn cái phía dưới này là nếu mà ai mà cái số mà cái 118 á, ai mà đang ở nhà của chính phủ HDB á, thì mình bấm vào đó. Đó, địa chỉ ghi rõ vào. Cái này là cái số 10 là tên đường nè. Còn cái số 9 là block nhà. Còn cái số 11 á, là mình ghi cái lầu trước. Sau đó là mình ghi số nhà. Còn cái 12 này là postcode, là cái mã số 6 số cuối của cái địa chỉ nhà mình á. Rồi nếu mà bạn nào đang giữ S-Pass thì bấm theo của Yuki. Còn ở EB thì mình bấm trên đầu. Rồi email thì mình bấm vào email của mình ha. Email phải bấm đúng nha, để mình nhận giấy gia hạn về á. Rồi số điện thoại của mình bấm vào. Cái 16 này là tên công ty mà đang chuẩn bị thuê mình á, là mình phải bấm cái tên công ty đó vào. Rồi cái 17 này là cái email của cái công ty mà họ thuê mình luôn, cái công ty mà chuẩn bị đang thuê mình á, thì mình bấm vào, sau đó mình tích hết tất cả luôn. Rồi mình bấm submit đi. Mình kéo xuống dưới là nó sẽ có cái phần màu xanh, nó kêu mình submit, mình gửi đi là mình gửi đi. Mọi người nhớ cái phần này là bắt buộc phải có tên công ty mà đang thuê mình nha. Giống như đang đợi kết quả đậu này nọ kia, đang đợi đã apply rồi và đang đợi á. Sau đó mình bấm cái chữ submit này là được. Rồi mọi người làm theo nha.